rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Trong hàng triệu tấn nhựa sản xuất ra mỗi năm và những thứ này bị vứt ra môi trường trở thành những đồ nhựa vô dụng. Nó tồn tại trong môi trường tự nhiên và trở nên vô cùng nguy hại. Chai nhựa, nhựa rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải sinh hoạt thì nó gây ảnh hưởng xấu tới môi trường rất là nhiều. Môi trường đất rồi biển rồi các thứ rất là nhiều. Một chai nhựa có thể 400-500 năm nó mới phân hủy được hết. Hay là một cái hộp nhựa cả nghìn năm nó cũng phân hủy được hết. Sự kiện thu gom chai nhựa, đổi nhựa lựa voucher được tổ chức bởi câu lạc bộ tình nguyện TMU Tuổi Trẻ Xanh trực thuộc Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thương mại trên thềm chiến dịch Mùa Hè Xanh Vũ Bản Lan Tỏa. Mùa Hè Xanh năm nay, với sứ mệnh lan tỏa, Tuổi Trẻ Xanh sẽ lan tỏa sắc xanh đến với xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam với dự án xây dựng sân chơi cho trẻ em tại địa phương. Mọi chất liệu được sử dụng để xây dựng đều từ những chai nhựa đã được thu gom. Thu chai nhựa lựa voucher của câu lạc bộ tình nguyện TMU Tuổi Trẻ Xanh là trên thềm của chương trình Mùa Hè Xanh, chương trình hoạt động thường niên của câu lạc bộ của thực một đại học thương mại. Và chúng tôi muốn với từ chương trình này chúng tôi muốn truyền tải đến thông điệp là mọi người có thể tái chế và giảm thiểu sử dụng chất nhựa để có thể cải thiện được môi trường, và cũng từ những chai nhựa của chúng tôi thu gom chúng tôi có thể tạo ra sân chơi cho các em nhỏ ở vùng địa phương thiếu thốn. Ngày hội như này để có thể phần nào đó thay đổi cái ý thức về sử dụng nhựa từ các bạn sinh viên đại học thương mại cũng như là người dân ở tại xã Vũ Bản nơi chúng tôi sẽ thực hiện Mùa Hè Xanh năm nay. Nói về phần thời gian thực hiện thì nó cũng không là lâu, chúng tôi chỉ mất một tuần để có thể lên ý tưởng và tìm những nhà tài trợ. Mỗi người giảm thiểu được một ít thì nhiều người sẽ giảm thải được nhiều ít, được nhiều cái rác thải nhựa, càng nhiều rác thải nhựa được hạn chế sử dụng thì cái trái đất càng ngày sẽ sạch hơn. Qua sự kiện lần này, các bạn sinh viên mong muốn có thể tuyên truyền và nâng cao ý thức của sinh viên Đại học Thương mại, người dân và trẻ em tại xã Vũ Bản, tỉnh Hà Nam nói riêng và người dân cả nước nói chung, nhắc nhở, thay đổi cách sống, bảo vệ môi trường, tái chế và sử dụng chất liệu nhựa một cách hợp lý trước những sự biến đổi nghiêm trọng của khí hậu.